Vâng, em tín hiệu chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh em. Tiếp tục với chương trình video thì lên nhanh cho bác một số sản phẩm bên em đang phân phối như là một số sản phẩm mới nhé. Đấy, các bác đi qua kênh cũng như xem video đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như nút đăng ký kênh để đón xem sản phẩm rồi video mới nhất của em. Đó, hôm nay thì về rất nhiều những cái sản phẩm IO và giá được cực kỳ tốt gửi quý anh chị nhà mình các bác nhá. Đấy, thì em sẽ đi vào những cái sản phẩm đầu tiên trong video hôm nay. Các bác lưu ý là bên em giao hàng toàn quốc luôn. Đấy, nhận hàng các bác được kiểm tra thanh toán nên là các bác cứ yên tâm là hàng. Rất là nhiều bác hỏi là có giao hàng toàn quốc luôn không thì các bác yên tâm là bên em giao hàng toàn quốc nhé. Đấy, giao từ đầu Lũng Cú đến mũi Cà Mau, chỗ nào nhà em giao là hàng hết nên là các bác cứ yên tâm thoải mái đặt hàng qua nhé. Số thì em để ở phần mô tả tiêu đề video hoặc là gắn luôn ở trên phần video nhé. Các bác cứ gọi điện trực tiếp cho em theo những số em ghi ở trên màn hình đấy để em tư vấn cũng như là chốt đơn hàng. Đấy, em sẽ đi vào những cái sản phẩm đầu tiên. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng hộp đũa 5 đôi này. Đấy, cái dòng hộp đũa 5 đôi hàng của Nhật nhá, rất là xịn sò luôn đây. Đó, Made in Japan này. Đó, cái dòng đũa này thì hộp một hộp này của nó sẽ gồm có 5 đôi nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Shishikai này. Đó, 19 ra đời năm 1976 nhá, mã code mã vạch đầy đủ luôn. Made in Japan. Đấy, dòng đũa Nhật cực kỳ là xịn sò nhá, có tem chống hàng giả đầy đủ hết luôn này. Đó, Shikisa này. Đó, dòng đũa con này thì đũa của nó này chất liệu của là sợi thủy tinh nhá. Đấy, không bị nấm mốc. Đấy, hàng nó vẫn còn nguyên tem này luôn này. Đấy, em sẽ bóc cho bác xem nhá. Cực kỳ là xịn sò và chất lượng về cái con đũa 5 đôi. Đây, một cái hộp đũa 5 đôi đây, rất là đẹp, rất là xịn sò nhá. Đầu đũa thì có phần chống chân chuột, đũa thì cầm gắp rất là vuông tay luôn. Đây. Đó, đũa cầm gắp rất vuông tay luôn này. Đây, đó, em sẽ lấy thử một đôi bác xem nhá. Đây, đũa rất xịn sò nhá, cầm gắp rất là vuông tay. Đây phần đầu đũa này chống chân chuột này. Đó. Hàng này thì đây. Ở đây thì nó sẽ có giấy tờ đầy đủ. Đũa kháng khuẩn CCK nhá, làm từ sợi thủy tinh tổng hợp. Đấy, không phải là từ nhựa thông thường. Đấy, nên là an toàn với nhiệt độ là lên đến 260 độ C. Sử dụng ở trong lò vi sóng này, máy rửa bát này. Đầu đũa thì chống trượt, độ bền vượt trội nhá. Đạt chứng nhận của SIAA này, Fukokin Nhật Bản nhá. Đấy, nghĩa là đạt chứng nhận của một cái về như kiểu là Bộ Y tế đấy. Đấy, kiểm soát 99% vi khuẩn và nấm mốc này trên bề mặt sản phẩm. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng nhá. Đấy, xuất xứ thì là ở Hakashi Japan nhá. Đấy, có cả công ty xuất nhập khẩu phân phối công ty HDK Việt Nam này. Đó, số điện thoại đầy đủ hết luôn nhá. Đấy, giấy tờ hướng dẫn sử dụng ngon lành hết luôn. Đó thì lần này bên em mới về được ít kilo đũa 5 đôi này. Đó thì các bác lên nhanh mã dòng sản phẩm là cái hộp đũa 5 đôi. Hàng này thì của nó sẽ là hàng nguyên hộp này các nhá. Hàng nguyên hộp này các bác có thể là mua về biếu tặng làm quà cũng rất là chất lượng luôn. Có một hộp đũa 5 đôi rất là sang xịn mịn nhá. Đấy, dòng đũa sợi thủy tinh. Đấy, không bị nấm mốc nhá, dùng rất an toàn với lại sức khỏe. Đó thì các bác lên mã dòng sản phẩm là cái hộp đũa 5 đôi. Hộp đũa 5 đôi nhá. Đấy, hộp đũa 5 đôi. Đợt này bên em về giá tốt nha em, xả kho. Đấy, xả kho thanh lý nốt các bác này. Đó, hộp đũa 5 đôi nhá, hộp đũa 5 đôi. Hộp đũa 5 đôi. Hộp đũa 5 đôi thì bữa trước bên em đang bán giá là đi 100k chưa bao ship nhá. Đấy, đợt này thì bên em về số lượng lớn và xả kho thanh lý nốt, giá chỉ còn có 90k một hộp này thôi. Đấy, và bao ship tận nhà. Đấy, các bác nhớ mã cho em là hộp đũa 5 đôi, giá 100k, giảm còn có 90k một hộp như này và bao ship tận nhà nhá. Đấy, dòng hộp đũa 5 đôi cực kỳ là xịn sò, chất lượng người quý cho mình. Một cái sản phẩm thông minh tiếp theo đó là cái dòng vòi nước nhá. Đấy, một cái dòng vòi nước rất là xịn sò luôn. Đó đây, dòng vòi nước rất là ngon lành. Cái con vòi nước này các bác có thể bẻ đi bẻ lại này. Đó, gen của nó là gen vào 21 nhá. Gen lắp vào là gen 21, đây đầu vào nữa đây. Đầu ra nhá. Đấy, đầu ra có phần lưới lọc rất xịn sò này. Đấy, các bác có thể uốn éo đi các kiểu nó luôn nhá. Đấy, con này thì cái phần tổng chiều dài của nó là vào khoảng tầm là đi 30 cm nhá, 30 cm. Đây, em xem lại về cái phần kích thước của nó đây. Đấy thì một cái vòi này chiều dài của nó là vào là 30 cm nhá. Đấy, 30 cm một cái con vòi này. Hàng thì cực kỳ là thông minh, chất lượng. Đó, uốn đi uốn lại rất là tiện nhá. Đó, uốn đi rất tiện. Các bác lên mã cho dòng sản phẩm đấy, con vòi hai đầu nhá. Đấy, vòi hai đầu này. Đó, rất là hay luôn. Đây các bác cùng xem cái thực tế về cái dòng sản phẩm với con video này. Cái video này thì thực tế về cái dòng sản phẩm cái ống hai đầu này nó sẽ ứng dụng như nào các nhá. Đây, em sẽ mở video các bác xem này. Đấy, các bác thấy không? Rất là đa chi năng nhá. Đấy, các bác lắp vào cái vòi nước V1 cho mình ấy. Rất là tiện dụng luôn. Đấy, điều chỉnh nhá. Bẻ cong rồi là các kiểu uốn éo các kiểu luôn nhá. Nói chung là các bác điều chỉnh các tư thế uốn éo lắp đặt vào rất là dễ dàng sử dụng luôn nhá. Đó, nó rất là dễ lắp đặt thôi. Gen nó gen 21 mà, thì dòng gen phổ thông rồi. Đó, thân thấy không? Rất tiện nhá. Đấy. Đây, xong một hồi suy nghĩ về cái con mã vòi này, vì bên em có một số vòi nước đấy em sẵn là trùng mã, thì các bác lên mã cho dòng sản phẩm là cái vòi voi đi. Đấy, vòi voi cho nó dễ coi nhá. Vòi voi
Đó thì bên em đang bán cái con vòi vo này giá cực rẻ luôn. Giá chỉ có 90.000 cho một con vòi vo này và bao ship tận nhà. Đấy, hàng này các bác mua về uốn lượn các kiểu nhá, các bác bẻ các hướng các kiểu luôn. Nó rất là dễ dàng sử dụng và ứng dụng trong rất là nhiều công việc thôi nhá. Vòi thì cực kỳ cầm là chắc chắn luôn. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra, cầm một cái con vòi nó cầm cực kỳ là chắc chắn và chắc tay. Đấy, đây, rất là đẹp, gen 21 nhá. Vòi voi nhá, các bác nhớ mã cho dòng sản phẩm là vòi voi. Giá thì đang bán là 90.000 một con vòi voi này và bao ship tận nhà thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn các bác là cái dòng máy vít này. Đấy, tiếp tục về cái lô máy vít nhá. Máy vít. Một con máy vít rất là hay. Con này thì dạng của nó là dạng máy vít chạy pin. Đó, rất là xịn sò nhá. Đây, chỉ bằng thao tác là các bác bấm nút này, nó có đảo chiều luôn nhá. Đấy, chiều tiến lên, chiều lùi lại này. Đó, đảo chiều xoáy vào xoáy ra nhá. Cực kỳ ngon, chỉ bằng thao tác là bằng nút bấm này. Đấy, máy chạy rất là khỏe luôn nhá. Coi nhìn này, em nhấc tay này. Đấy, máy chạy rất là khỏe luôn nhá. Đấy, có các chế độ nhá, xoáy ra xoáy vào luôn này. Đấy, đảo chiều ngược chiều các kiểu luôn nhá. Đó, rất chị cho. Con này thì hết pin thì các bác cắm sạc cho em, đi kèm thêm cho mình sẽ có dây sạc. Đấy, rất là tiện dụng luôn, mang đi mang lại rất tiện. Đấy, hết pin các bác cắm sạc vào cho em. Đấy. Và đi kèm thêm của nó thì cực kỳ chu đáo luôn. Đấy, bên nhà sản xuất thì sẽ tặng chúng ta là hai cái đầu vít như này. Đó, hai đầu vít, một đầu ba ke và một đầu dẹt. Đấy thì các bác lắp vào đây. Con này thì cái phần chân nó là chân lục giác nhé, nên các bác mua những cái mũi vít PS2 là con này là nó hỗ trợ lắp đặt vừa khít luôn này. Đây. Đấy, các bác thấy không? Lắp đặt con này luôn nhá. Đây. Đó, rất là xịn sò luôn này. Đó, đây. Đây em sẽ xoáy thử cái ốc ở cái phần chân cái đàn ngủ các bác xem nhá. Đây xoáy thử này. Các bác nhìn này, xoáy ra này. Đây nhá các bác cho đúng mũi vít này, các bác xoáy này. Đây bấm này, bấm lùi bấm xoáy ra này. Rất ngon nhá. Đây xoáy ra này. Đấy, em nó xoáy ra này. Đây xoáy vào các bác nhá. Đây xoáy ra này, xoáy vào này. Có thấy không? Đấy, có thấy không? Xoáy ra xoáy vào rất là ngon, ngọt, xịn sò, chất lượng nhá. Mà giá thì cực tốt luôn. Đấy, đi kèm thêm cho mình là hai cái đầu vít như này để về các bác xoáy đa năng, có đầu dẹt. Có đầu dẹt và có đầu ba ke nhá. Đấy, có đầu dẹt, có đầu ba ke. Các bác lên nhanh mã dòng sản phẩm là cái con máy vít nhá. Đấy, máy vít. Con máy vít này thì đợt này bên em đang bán giá cực tốt luôn, máy vít này. Máy vít nhá. Máy vít thì đang bán giá là chỉ có 170k một con thôi. Và bao ship tận nhà nhá, bao ship tận nhà, như là ship nó mất 340.000 một đơn nhà. Đấy, giá cực tốt luôn, chính là vào thì chỉ có hơn 100.000 một con máy vít này thôi mà lại còn chạy pin. Đấy, rất là tiện dụng, hàng không dây nhá, hết pin cắm sạc vào dùng. Đó, 170k cho một con máy vít như này, bao ship tận nhà không nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì bên em tiếp tục về được ít cái lô tấm cọ lưng này. Đấy, một trong những sản phẩm hot hit rất là hot bên em mà bán cực kỳ là chạy luôn. Đó, dòng sản phẩm tấm cọ lưng silicone. Đấy, vừa có thể là massage, vừa kỳ cọ lưng chân tay người ạ. Đấy, dùng chủ yếu các bác dùng ở trong nhà tắm các bác. Dính lên tường các bác kỳ chân, kỳ tay, kỳ lưng, kỳ người ngậm rất là tiện dụng luôn nhá. Dạng này của nó là dạng cao su non silicone. Đấy, chống thấm không thấm hút nước thôi nhá. Đấy, nên rất sạch sẽ, dùng xong bác rửa qua cho em cái là nó trụi hết. Đi cái là xong. Đấy, lại ngon lành. Đây các bác ví dụ các bác kỳ chân tay này, sờ vào đây này, đã thấy sướng rồi này, như kiểu massage luôn, rất thích. Ở đằng sau thì nó có những cái nút hút kính như này, thì các bác có thể là dính lên tường, dính lên kính ở trong cái phòng tắm nhà mình ấy, cũng rất là hay. Ở đây em sẽ có cái video thực tế về cái dòng sản phẩm cái tấm cọ lưng này các bác xem thôi nhá. Đây em sẽ mở cho bác thực tế về cái dòng sản phẩm này các bác nhá. Đây. Có thấy không? Rất tiện nhá. Đấy, kỳ tay này, kỳ chân này. Đó, dùng xong rửa đi qua cái lại sạch sẽ ngon lành luôn nhá. Rất là tiện luôn. Đó. Kỳ lưng thôi nhá. Kỳ tay chân người ngậm các kiểu. Nói chung các bác kỳ các chỗ nó rất là tiện, vừa kỳ vừa massage nhá. Vừa kỳ vừa massage dính lên tường và dùng xong rửa sạch đi cái là xong lại ngon lành luôn. Đó. Con này là thảm tắm cọ lưng massage gai silicone nhá. Đấy, gai silicone rất là ngon, chị cho. Thì các bác lên mã dòng sản phẩm cái tấm cọ lưng nhá. Đấy, tấm cọ lưng. Bên em đang bán cái dòng sản phẩm cái tấm cọ lưng này. Đấy, cọ lưng. Cái tấm cọ lưng này giá là chỉ có 60k cho sản phẩm thôi. Đấy, 60.000 cho một cái sản phẩm tấm cọ lưng này nhá. Đấy, 60k một sản phẩm tấm cọ lưng này. Cực kỳ là xịn sò chất lượng các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì bên em tiếp tục về cái lô thắt lưng của CK. Đấy, CK Clean Vent Clean này. Đấy, dòng này thì nó là dòng thắt lưng hai mặt đảo chiều. Đấy, đảo chiều mặt, đảo đầu rất là hay. Có thể là đảo mặt này, rồi là ngoài ra các bác có thể là đảo cái chiều thắt lưng của mình đi này. Đó, dòng thắt lưng của CK nhá. Đó, giấy tờ thứ đầy đủ hết luôn. Hàng này của nó là hàng thanh lý siêu thị bên Nhật, TG này. Đấy, TG Max là một trong những siêu thị rất là uy tín bên Nhật rồi. Đó, hàng TG Max, hàng thanh lý bên Nhật của nhá.
có cả tem của hãng này, đấy Calvin Klein này, đầy đủ hết luôn nhá, mã cốt mã vạch đầy đủ hết luôn này, nó rất là xịn sò đây. Tem thì nguyên cái phần tem đã thấy uy tín đấy nhá, đấy cực kỳ là ngon chất lượng luôn. Đó và đi, đây là cái sản phẩm chính này, đấy là một cái dây thắt lưng nhá, dây thắt lưng này của nó là dây thắt lưng hai mặt nhá, đấy, dây thắt lưng hai mặt có chữ Calvin Klein này, nó dập chìm luôn trên thân này. Đó, dòng thắt lưng hai vặt nhá, một mặt nâu này và một mặt đen này, nghĩa là tùy theo nhu cầu sử dụng trong những cái trường hợp khác nhau thì các bác thay đổi mặt sao cho phù hợp. Đấy, có thể là đổi mặt nọ sang mặt kia được, rất là ngon. Ngoài ra thì đi kèm thêm cho mình là hai cái mặt thắt lưng nhá, hai cái mặt thắt lưng luôn chứ không phải một nhá. Hai mặt thắt lưng như này. Một mặt của nó là dạng khuy sổ lỗ này nhá. Đấy, dạng khuy sổ lỗ này. Đây. Đó dạng kiểu dạng lẫy này. Đó và một mặt phẳng như này. Đấy, rất là lịch lãm, trang trọng, lịch sự nhá. Đấy thì các bác cài vào thôi. Đấy các bác cài vào. Mua về thì các bác cài vào xem. Đó đây bác cậy cái nắp, phần nắp này cho em này. Cậy ra cho em mà các bác cài thôi, rất là dễ. Còn khi mà các bác cài xong rồi, các bác muốn ví dụ các bác muốn đảo chiều thắt lưng, các bác kéo ra cho em. Kéo ra các bác xoay lại này. Đấy là các bác có thể đảo chiều thắt lưng sang. Đấy và các bác kéo ra này, các bác xoay lại này. Đấy đây này, ở đây nó có phần lẫy, các bác chỉ cần kéo cho em. Đấy kéo cho em, đây em sẽ lắp thực tế cho bác xem. Đây. Đó em lắp thực tế nhá. Đấy các bác thấy không, lắp thực tế vào này, nó thì nó sẽ như này. Ví dụ là các bác dùng mặt nâu thì các bác quay ra mặt nâu này. Đấy dùng mặt nâu các bác quay mặt nâu. Đấy dùng mặt đen thì các bác lại kéo vào này, các bác xoay ra. Xoay ra, đó thì các bác lại thành mặt đen. Rất là tiện nhá, kể cả con này thế luôn. Hai con đều như nhau hết nhá, đều có thể xoay được như này. Đấy xoay cái phần mặt thắt lưng ra. Đấy còn mặt này thì nó vẫn cố định rồi, chỉ cần xoay cái mặt này. Đấy dùng màu đen, thích dùng màu đen thì xoay màu đen, rồi thích dùng màu nâu quay cho màu nâu. Đấy, chất da rất là xịn sò nhá. Đấy, chất da rất xịn sò và ngon lành, gửi quý anh chị nhà mình. Giá thì cực tốt luôn, các bác lên mã cho em luôn là mã là thắt lưng CK nhá. Đấy thì nó có chữ CK đây luôn này, thắt lưng CK. Đấy thắt lưng CK này. Đấy, thắt lưng CK, con này thì bên em đang bán cái con thắt lưng CK này, giá thì chỉ có 160k một con thôi và bao ship tận nhà nhá, 160.000 cho một con thắt lưng CK nha và bao ship tận nhà, hàng cực kỳ xịn sò, hàng nguyên hộp nhé, các bác có thể mua về biếu tặng làm quà rất là hay. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác là cái ống hút dầu rửa bát này. Đấy, mới về tiếp tục cái lô ống hút dầu rửa bát rất xịn luôn. Đó, dòng ống hút dầu rửa bát dạng này của nó là dạng cao cấp loại một luôn nhé, đi kèm là sẽ có là những cái đầu hút như này. Đấy, đầu hút chất liệu thì là inox 34, kèm có đầy đủ phụ kiện các thứ để các bác gắn vào cái phần giá này mình. Tí nữa em có video thực tế về sản phẩm luôn nhá. Đấy, chất liệu inox 34 bấm rất êm luôn. Đấy, đi các bác cứ bấm này, các bác hút dầu bát lên. Dây của nó đây các nhá. Đấy, dây khá là dài, đi kèm đầy đủ ốc yếc các thứ này, đầy đủ hết luôn này. Đấy, dòng nắp xoáy đầy đủ hết luôn. Dây là dây xịn, dây ngon luôn các nhá. Đấy, dây xịn, dây ngon luôn. Rất là chắc chắn, xịn sò. Đây dây của nó đây. Đó, dây của nó đây các nhá. Đó, dây rất ngon luôn nhá. Đấy thì về các bác cắm đây xem. Các bác sử dụng các bác cắm vào đây. Các bác lựa các bác cắm vào nhá. Đấy, về thì các bác lựa các bác cắm vào, rất là dễ dàng lắp đặt và sử dụng thôi. Đấy về các bác cắm vào, các bác xoáy cái phần này vào cái chậu rửa bát này mình nhá, rất là hay. Đấy rất là tiện dụng của các bác nhá. Đây em sẽ có một video thực tế về dòng sản phẩm này. Đây giờ em sẽ mở thực tế về cái dòng sản phẩm cái con vòi hút nước rửa bát này. Đây các bác cùng xem này. Hầu hết trong chúng ta không ai biết tại sao lại có cái này ở bồn rửa. Đây là lý do nhà sản xuất để lại cái lỗ này, là để cho chúng ta lắp bộ hút nước rửa chén bát đó. Đó thao tác rất đơn giản, chỉ cần cậy nắp ra, xoáy van và luồn dây xuống can dung dịch rửa bát. Chỉ vài thao tác đơn giản lắm để lắp đặt xong bộ hút dung dịch rồi đấy. Hầu hết trong chúng ta không ai biết tại sao lại có cái này ở bồn rửa. Đây là lý do nhà sản xuất để lại cái lỗ này, là để cho chúng ta lắp bộ hút nước rửa chén bát đó. Thao tác rất đơn giản, chỉ cần cậy nắp ra, xoáy van và luồn dây xuống can dung dịch rửa bát. Chỉ vài thao tác đơn giản lắm để lắp đặt xong bộ hút dung dịch rồi đấy. Đấy rất là hay nhá. Đấy thì về các bác có thể là tự lắp đặt rất là dễ thôi, đi kèm thì nó có đầy đủ phụ kiện hết rồi, không có thiếu cái gì, gen giếc và giòn xoáy các thứ, giòn kết nối vào. Nhiều bác nếu mà nhà không có thì các bác có thể là mua về các bác khoan, đấy khoan lỗ các bác chế cháo mà cũng rất là ok luôn. Đấy cũng rất ok, về thì các bác ướm sao nó vừa cái này, phần này nếu mà nhà nào mà cái mẫu cũ nó không có những cái nắp đấy thì các bác có thể mua về chế cháo, các bác mua khoan về các bác khoan ra. Đấy, khoan ra và các bác chế con này vào cũng được, rất là hay, tiện dụng nhá, dùng ở đâu các bác bơm ra đấy. Và các bác có thể là mua những cái can to về, ít khi phải đỡ phải đi mua, mà các bác để trên cái bàn bếp nó rất là chật chội thì các bác dùng con này cho em, rất là sạch sẽ và yên tâm. Đấy thì lúc nào mà dùng các bác chỉ cần bấm cho em này vài lần cái nó ra luôn này. Inox 34, hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn nhá. Các bác lên nhanh mã sản phẩm là cái con vòi hút rửa bát nhé. Đấy, vòi hút rửa bát này.
vòi hút rửa bát. Con này thì giá cực tốt luôn. Đấy, vòi hút rửa bát giá là đi 120k bộ này và bao ship tận nhà luôn. Đó, 120.000 cho con vòi hút rửa bát này và bao ship tận nhà, giá quá tốt không các bác. Đấy, cực kỳ đẹp, chất lượng, đầy đủ phụ kiện luôn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì tiếp tục lên với bác là cái dòng ổ điện xanh U3. Đấy, ổ điện xanh U3 này. Đó, con này thì đây, đó tổng quan một chiếc ổ đây các nhá. Đấy, hàng cực kỳ đẹp, chất lượng này. Electric Japan này. Đó, hàng này thì sẽ gồm có là 1 2 3 4 5 6 ổ cắm nhá. 6 ổ cắm, cắm điện lưới 220 bình thường và gồm có 3 cổng USB. Đấy, cổng sạc nhanh 2.4A nhá. Đấy, nói chung là sạc rất là ok luôn rồi. Đấy, thì các bác mua con này về vừa có thể là cắm các thiết bị này, ngoài ra cắm USB, cổng USB để các bác sạc cho điện thoại, sạc cho những cái thiết bị dùng USB. Đấy, dây của nó đây các bác nhá. Dây cực kỳ to chắc chắn. Đó, đây. Đó, hàng của JP này, JPDQ. JPDQ là một trong những thương hiệu rất nổi tiếng về điện, những cái đồ điện, đồ thông minh của Nhật này. Đấy, ngoài ra con này thì nó sẽ có đèn báo là một này. Thứ hai là cái phần công tắc an toàn này. Nghĩa là dùng các bác bật lên, không dùng các bác tắt đi, nó rất là an toàn. Đấy, trong trường hợp là tránh trường hợp ví dụ cháy nổ hoặc là có trẻ con các thứ nó sờ và chạm vào rất là nguy hiểm nhá. Thì các bác dùng cái công tắc này cho em. Đấy, rất là ok luôn. Dùng các bác bật lên, không dùng các bác tắt đi các bác nhá. Đấy, dòng ổ điện xanh U3. Các bác lên mã cho em dòng sản phẩm là cái con ổ điện xanh U3 nhá. Ổ điện xanh, ổ xanh hoặc là ổ U3. Đấy, ổ xanh này hoặc là ổ U3 này, U3. Con ổ xanh và ổ U3 này bên em đang bán giá là chỉ có 100k cho một sản phẩm này và bao ship tận nhà nhé, 100k cho một sản phẩm là cái ổ xanh U3 này và bao ship tận nhà. Đấy, giá thì cực kỳ là tốt, ưu đãi, gửi video cho mình. Cảm ứng các bác nhá. Đấy, chuyển động này, đó các bác thấy không, rất là xịn sò nhá. Đây, dòng đèn ngủ cảm biến nhá. Đấy, chỉ cần một chạm thôi. Đấy, đổi màu rất là đẹp các bác nhá. Đấy, em phải cho bớt ánh sáng đi nhá để nhìn cho nó thực tế, nhìn nó rõ. Một chiếc đèn ngủ pha lê cực kỳ đẹp, chất lượng này, đó rất là xịn sò luôn. Dòng này của nó là dòng chạy pin nhá. Đấy, chạy pin, hết pin thì các bác lại cắm sạc vào. Đi kèm thêm thì cho mình sẽ có là một cái dây sạc nha. Đấy, về thì các bác cắm vào cục sạc điện thoại nhà mình các bác sạc. Còn đây là phần chân sạc nó này. Đấy, đây chân sạc, đây rút ra, có thể rút ra. Đấy, và các bác hết pin các bác cắm sạc vào. Đó, thì các bác cứ thế là về là các bác dùng thôi. Đi kèm thêm của nó sẽ gồm có là một cái điều khiển như này nữa, một cái bộ điều khiển như này các bác nhá. Đấy, để các bác có thể on off, các bác bật tắt ở đây. Đấy, off này, tắt này. Bật này, tắt này, bật này, tắt này. Đó, rất là tiện. Ngoài ra thì các bác có thể là tăng giảm độ sáng nhá. Đấy, tăng giảm độ sáng. Rồi là đổi các chế độ màu. Đấy, con này nó sẽ có 16 triệu màu nhá. Đấy, 16 triệu màu khác nhau. Xanh, đỏ, tím, vàng, hồng, nâu, đen, trắng, lam, tràm, tím các kiểu. Rồi các chế độ nháy, flash này, sờ trâu, mút, miếc, nháy chậm, nháy nhanh. Nói chung là các kiểu nháy nhá. Đấy, các kiểu nháy này. Đó, đây. Ví dụ chế độ flash này, nháy nhanh này. Đó, có thấy không? Đó, có thấy không? Chuyển màu rất đẹp nhá, nhìn rất là lung linh huyền ảo luôn. Đó, cực kỳ là xịn sò, chất lượng cho một cái dòng đèn ngủ nha. Đó, đèn ngủ pha lê nhá. Đấy, đèn ngủ pha lê rất là hay, có một cái thao tác rất hay là các bác chỉ cần vỗ này cho em là nó sẽ chuyển qua những cái màu khác này. Đấy, các bác thích màu gì các bác vỗ vào đây. Đấy, các bác vỗ vào cái phần núm nó trên đầu này. Đấy, các bác vỗ này. Đấy, là nó sẽ chuyển qua màu khác nhá. Đây. Đấy, có thấy không? Rất là xịn sò nhá. Đó. Rất là hay luôn. Còn khi bác muốn tắt các bác giữ lì nha. Đấy, các bác giữ lì. Đấy, nó đèn nó sẽ tắt nhá, giữ lì này. Đấy, đèn sẽ tắt nhá. Đấy, các bác vỗ cái đèn lên luôn này. Vỗ này. Vỗ này. Đấy, rất là xịn sò và rất là hay. Đó, giờ em sẽ cắm điện vào để cho nó nhìn nó sáng quá, nhìn nó rõ thực tế với cái dòng đèn này nhá. Đây. Đó, đây em tắt đi. Giữ lì này, các bác giữ lì tắt này. Đó, tổng quan một cây đèn này nhá. Tổng quan một cây đèn này, rất là đẹp. Đấy, dòng đèn pha lê. Con này thì cái chiều cao của nó là rơi khoảng tầm là đi 20, khoảng tầm 25cm nhá. Đấy, chiều cao khoảng tầm 25cm. Đó, rất xịn sò và chất lượng. Các bác lên nhanh mã cho em dòng sản phẩm là cái con đèn ngủ nhá. Đấy, đèn ngủ. Đèn ngủ pha lê. Đấy, đèn ngủ pha lê này. Cái con đèn ngủ pha lê này thì bên em đang bán giá cực tốt luôn. Đấy, đèn ngủ pha lê. Con này thì bên em đang bán giá bác là chỉ có 160k một con thôi. Đấy, và bao ship tận nhà nhá. 160.000 cho một con đèn ngủ pha lê như này. Đấy, đèn ngủ pha lê. Đèn ngủ pha lê này. Đấy. 160k, bao ship tận nơi luôn nhá. Đấy, hàng cực kỳ là chất lượng và chắc chắn. Hàng dùng sạc pin, hết pin các bác dùng sạc. Và có đi kèm đầy đủ điều khiển các thứ đầy đủ hết luôn. Đó, 160k, full combo. Bao ship tận nhà luôn nhá. Giá cực tốt, gửi quý vị cho nhà mình. Rồi, tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái lô cưa gấp đen trắng này. Đấy, tiếp tục về cái lô cưa gấp đen trắng cực kỳ xịn sò, hàng của Nhật nhá. Đấy, dòng này của nó là dòng cưa lưỡi kép, cưa cực kỳ nhanh luôn. Đấy, cưa lưỡi kép này cực kỳ nhanh. Đây, toàn chữ Nhật này.
chất của nó là chất thép SK5 nhé. Đấy, chất thép SK5 đấy, dòng này thì các bác dùng xong các bác có thể gấp gọn vào, rất tiện dụng luôn. Gấp gọn này nó khoảng tầm là 30 cm đó. Và lưỡi của nó đây em sẽ đo kích thước lưỡi, lưỡi của nó thì là dài là đi 30 cm luôn nhá, lưỡi dài 30 cm luôn đấy, lưỡi dài 30 cm và phần chuôi cũng là 30 cm đấy. Thì đây tổng quan con cưa đây, tay cầm thì có phần cao su chống trơn trượt nhá. Cái phần tay cầm của cưa mà nó dài này thì các bác cưa nó rất là dễ và cưa nó rất là đầm cưa luôn đấy, cưa nó rất là có thế đó. Thì em sẽ báo giá nhá, các bác lên mã cho dòng sản phẩm đó, cái con cưa gấp đen trắng, cưa đen trắng này đấy, cưa đen trắng nhá đấy, cưa đen trắng vì nó có hai màu đen trắng cho nó dễ này. 100k một con này đấy, và trong video hôm nay thì bên em bao ship tận nhà nhá, 100k cho một cái con cưa gấp đen trắng này và bao ship tận nhà đấy, hàng bao dùng bao xài đấy, có chữ Nhật các thứ đàng hoàng luôn này đấy, chất thép SK5 nhá, không gỉ và siêu xịn sò, cưa siêu nhanh siêu ngon mà giá cực kỳ rẻ luôn. 100k luôn cho bác là cái dòng mỏ hàn tự động này đấy, mỏ hàn tự động của Nhật này. Tiếp tục về cái lô mỏ hàn tự động, em cũng về lô mới và đợt này giá của nó cực tốt luôn. Dòng này của nó là dòng công suất 60W nhá. Đấy, công suất 60W, hàng của nó sẽ là hàng nguyên vỉ nguyên hộp như này. Hàng nguyên vỉ nguyên hộp này luôn nhá. Đấy, hàng nguyên vỉ nguyên hộp chữ Nhật nhiếc lằng nhằng hết này. Bọn này nó là hàng xuất Nhật, nó dùng điện 220 nhá. Đấy, công suất là 60W. Đấy, và dùng điện 220. Đấy, tie in Japan này, nó rất là tiện dụng nữa. Con này nó là dòng mỏ hàn tự động, dây giếc ngon lành hết luôn. Đấy, về thì các bác cắm điện trực tiếp 220 cho em. Dùng thì rất là dễ dùng thôi. Các bác về thì các bác lấy cái thiếc của bác nhà mình này. Đấy, thì các bác ấn vào đây cho em. Các bác ấn vào này, ấn vào. Các bác ấn cái này vào cho em này, ấn vào và các bác đút nó vào này. Đấy, đút nó vào. Các bác đút, các bác lựa nó vào này. Đấy, các bác lựa nó vào. Các bác vừa ấn vừa đút nhá, vừa ấn vừa đút cái phần thiếc của nó vào này. Đấy. Vừa ấn vừa đút vào là nó sẽ ra theo cái đầu kia. Rất là ngon luôn các bác nhá. Đấy, các bác đợi chút nó sẽ ra này. Đấy, có thấy không? Bên này nó ra này. Đấy, bên nó ra này. Đó, bây giờ em sẽ ấn cho bác xem nhá. Đấy, chỉ bằng cái thao tác các bác ấn đây thì cái thiếc nó sẽ đùn ra này. Đấy, thiếc nó sẽ đùn ra. Con này thì rất là thích hợp cho bác nào mà hay hàn hay bị run tay ấy, thì các bác dùng con này cho em, rất là tiện dụng. Nghĩa là các bác dùng thiếc đâu các bác ấn ra cho em đấy. Đấy, dùng thiếc đâu ấn cho em đấy. Và ở đây thì nó sẽ có cái nút công tắc nguồn bật tắt. Đấy thì dùng các bác bật lên, không dùng các bác tắt đi. Rất là tiện dụng luôn. Đó, còn lúc nào mà các bác muốn đùn thiếc các bác ấn đây cho em là thiếc nó sẽ ra. Đấy, ấn vào là thiếc nó sẽ ra. Đó, thiếc sẽ ra các bác nhá. Rất là xịn sò cho một cái con mỏ hàn tự động này. Đó thì các bác lên nhanh mã cho em dòng sản phẩm là cái con mỏ hàn tự động. Mỏ hàn tự động này. Mỏ hàn tự động. Con mỏ hàn tự động này thì bữa trước bên em đang bán giá 200k. Đó, 200k. Hôm nay thì bên em xả kho thanh lý 160k. Bao ship tận nhà nhá. 160k cho một con mỏ hàn tự động nha và bao ship tận nhà. Đấy, hàng bao dùng bao xài, bao test cho bác luôn nhá. Đấy. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác là cái lô thuốc diệt dán này. Đấy, cái lô thuốc diệt dán của Nhật này. Đấy, tiếp tục về cái lô thuốc diệt dán của Nhật, hàng made in Japan nhá, made in Japan. Đó, hàng này thì nó là bán chạy top 1 của Nhật luôn nhá. Đấy, bán chạy top 1 của Nhật luôn. Hàng này thì bên em bán quá nhiều rồi nhá. Đấy, một cái vỉ này của nó sẽ gồm có là đi 12 viên. Đấy, 12 viên. Đó thì nó sẽ có diệt dán to, dán nhỏ, diệt hết luôn. Ngoài ra thì diệt cả trứng dán này. Đấy, diệt cả trứng dán thì các bác có thể là để trong tủ này, trong ngăn kéo rồi trong gầm bếp các thứ, rất tiện dụng luôn nhá. Rất là dễ sử dụng thôi, thì về các bác bóc ra xem. Bóc ra thì đây, một cái bộ sản phẩm này của nó sẽ gồm có là 12 viên ở bên trong như này. Đấy, 12 viên bên trong này. Thì thuốc của nó sẽ đựng bên trong này nhá. Đấy, thuốc nó đựng bên trong này, các bác nhìn này. Đấy, hàng chuẩn, nó có chữ Nhật bên trong luôn nhá. Đấy. Thì về các bác tách ra, tách từng viên một ra là các bác thả vào thôi. Đấy, tách từng viên một là các bác thả vào, rất là tiện dụng luôn. Đó. Thì một cái bộ combo sản phẩm này. Các bác lên mã xem là cái bộ sản phẩm là cái thuốc diệt dán đi. Đấy, thuốc diệt dán. Thuốc diệt dán này thì bữa trước bên em đang bán là đi 100k. Đấy, 100k nhá. Thuốc diệt dán này thì là đi 100k. Hôm nay thì trong video này thì bên em cũng xả kho thanh lý luôn, 80k cho một cái thuốc diệt dán như này và bao ship tận nhà nhá. 80k một cái bộ thuốc diệt dán như này, bao ship tận nhà 12 viên. Đấy, hàng này thì của nó là hàng sinh học nhá. Đấy, hàng thuốc sinh học nên là các bác yên tâm là không ảnh hưởng gì đến con người rồi là động vật các thứ, nên các bác yên tâm nhá. Đấy, chỉ có diệt dán thôi. Nói chung là dán ruồi, các bác thấy dán ruồi cái là bọn này sợ chạy hết luôn. Đấy, chứ bọn dán luôn rồi. Còn nếu mà ăn vào là đi luôn các bác nhá. Ăn vào là đi luôn. Đấy, thuốc diệt dán 100k. Giảm giá còn có đi 80k một hộp này các bác nhá. 80k một hộp thuốc diệt dán như này và bao ship tận nhà nhá. Đấy, giá cực tốt luôn. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn các bác là cái lô đèn nấm này. Đấy, cái lô đèn nấm mới về, cái lô đèn nấm này. Con này thì các bác dùng làm đèn ngủ rất là hay.
Đó, dòng đèn đèn ngủ hoặc là hay còn gọi là đèn nấm. Các bác cứ lên mã như đèn nấm đi cho nó đỡ nhầm với cái mã kia nhá. Đấy, dạng của nó là dạng bóng led nha. Đấy, dạng bóng led này thì nó cài cái cây nấm vào đây, nó như kiểu cái cây nấm mà. Con này thì nói chung về các bác dùng làm đèn ngủ đi rất ok. Đó, có ba cái nhánh là những cái cây cỏ lên đằng sau rất đẹp này. Đấy, thì về các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Con này nó có một cái phần cảm biến ở dưới phần đáy này. Đấy, khi mà các bác chạm mà nghĩa là cứ buổi tối thì tự động cái đèn nó sẽ sáng lên và ban ngày thì tự động nó sẽ tắt đi. Đấy, rất là thông minh nhá. Các bác lên mã cho dòng sản phẩm với con đèn nấm. Đấy, đèn nấm nhá, đèn nấm này. Cái con đèn nấm này thì bên em đang bán giá là chỉ có 30k cho một con đèn nấm thôi. Đấy, 30.000 thôi nhá. Đấy, 30.000 cho một con đèn nấm này, giá cực kỳ rẻ luôn. Đây ơi, giờ sẽ cắm test bác xem này. Đấy đi bác, về cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đó, và các bác lấy cái đầu này vào này. Đấy thì nó sẽ sáng lên luôn nhá. Đây ơi, khi mà các bác bịt cái chỗ này vào này. Đấy thì đèn sẽ sáng lên này. Đấy gọi là đèn nấm nhá. Đấy thì nó như kiểu dạng như kiểu cái đèn ngủ ấy. Nghĩa là buổi tối thì nó tự động nó sẽ sáng và ban ngày tự động sẽ tắt này, em bỏ ra này. Đây là cái phần đít nó cảm biến này. Cái đít này là cảm biến này. Đó đây. Các bác giữ một chút này. Đó thấy không? Đấy, có thấy không? Rất đẹp nhá. Nói chung là các bác dùng con này làm đèn ngủ rất là hay. Sản phẩm tiếp theo thì bên em tiếp tục về cái lô cái lọ trầm trầm hương này. Đấy, cái lọ trầm hương, cái lọ trầm nhan này cũng nhá. Đây, một hộp này của nó thì rất là nhiều luôn. Hộp này của nó hình như là của nó là 50 thôi nhá. Đấy, một hộp này của nó là 50 này, cực kỳ là nhiều. Nói chung là hàng về đốt rất là thơm nhá. Đây, có một hộp của nó từng một cái vòng một như này. Đấy, từng vòng một này. Về đây bác gỡ ra bác dùng. Đó, gỡ ra bác dùng nhá. Bác đốt này, rất là thơm nhá. Cái này của nó là hai vòng nhá. Về bác gỡ ra như này. Đấy, gỡ ra thì ở đây nó sẽ là được hai vòng luôn này. Đấy, gỡ ra được hai vòng luôn. Đó, rất là tiện dụng, mua về các bác đốt tết nhất các thứ ra. Đó, rồi là đốt mình cho nó thơm nhà các thứ ra cũng rất là hay. Đó, cực kỳ là xịn sò, dòng trầm nhan hương. Đấy, thì các bác lên nhanh mã trong dòng sản phẩm ấy có cái lọ trầm hương nhá. Lọ trầm hương này thì cái hộp trầm hương. Đấy, hộp trầm hương này. Con hộp trầm hương này thì bên em đang bán giá cực tốt luôn. Giá chỉ có 50k cho con hộp trầm hương thôi. Đấy, 50.000 cho một con hộp trầm hương nhá. 50k một con, giá cực kỳ tốt quá nhá, rất thơm nhá. Đấy, mùi 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 nó lạ lạ, nói chung là rất là thơm, cái mùi trầm rất là thơm luôn quá nhá. Đấy, rất xịn sò, hộp được rất là nhiều, 50k nhưng mà được cực kỳ nhiều luôn. Nói chung về các bác đốt thoải mái. Đấy, 50.000 mà nó đựng trong một cái hộp này nhìn rất là sang xịn mịn luôn, các bác có thể mua về biếu tặng làm quà cũng rất là hay. Đó, 50k một hộp quá nhá, 50.000 một hộp trầm hương nha. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các bác là cái dòng kéo gà nhé. Đấy, kéo cắt gà cực kỳ xịn sò này, chắc chắn này. Đó thì cái dòng kéo gà kia hết rồi, lần này về cái dòng kéo gà mới này, cực kỳ ngon nhé. Đấy, tay cầm có vân nhé, cầm không bị trơn trượt này. Đấy, rất xịn sò chắc chắn nhé. Đây, đó, rất đẹp luôn nhé. Con này ở đây nó sẽ có một chức năng là cái những cái vân vân này các bác đánh vẩy cá này. Ở đây thì là cái phần để các bác bật bia. Đấy, bật bia nhé. Đấy, bật bia. Các bác lên mã cho là cái con kéo gà nhé. Đấy, kéo gà, kéo cắt gà các bác nhé, kéo cắt gà. Con này thì bên em đang bán giá là đi 140k. Đấy, 140k một con này. 140k một con. Và bên em sẽ bao ship nhá. Đấy, bao ship. Các bác lên mã cho là kéo cất gà. Đấy, 140k bao ship các nhá. Đấy, bao ship, giá thì cực kỳ tốt và hàng rất đẹp nhá. Đấy, về con này các bác cất gà, cất vịt, cất thịt, cất xương, cắt các kiểu luôn. Đấy, cắt các kiểu luôn các nhá. Đây. Đấy, hàng rất là chắc chắn nhá. Đây. Đó, tay cầm nó rất là ôm tay nhá, cắt rất là ngon luôn. Đó, 140k nhé, 140k và bao ship toàn quốc các bác nhé. Cái sản phẩm tiếp theo thì bên em mới về cái lô keo siêu dính đa năng nhé. Đấy, dòng keo siêu dính năng, một cái tuýp này của nó là 60g. Các bác có thể là dính mọi vật liệu như là sắt, rồi là gỗ, thủy tinh, như là nhựa, như các kiểu. Nói chung là các bác dính mọi vật liệu nhé. Đấy, các bác dính kệ gỗ, là các bác dính thủy tinh, nói chung là các bác dính các kiểu luôn. Đấy, dính keo dính đa năng nhé. Đấy, keo dính đa năng siêu dính nhé. Đấy, siêu dính, một tuýp này của nó là 60g nhé. Một tuýp 60g. Đấy, dính các thứ trên đời luôn. Đấy, nói chung là con này nó dính cả thế giới nhé. Đây này. Đó, em sẽ cho bác xem một cái video về cái dòng keo này các nhé. Đấy, đây. Vì đã có keo siêu dính nô mong công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su, dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ.
Đó, con này thì nó là dòng keo siêu dính rồi nhá. Đấy, chịu được cả thời tiết ngoài trời cũng như là trong nhà. Đấy, nắng mưa các kiểu luôn. Một tuýp này của nó là 60 gram con nhá. Đấy, 60 gram thì các bác về dùng thoải mái luôn. Đó thì bên em đang bán cái dòng keo siêu dính nha. Đấy, một tuýp này với giá là 50k một tuýp nhá. Đấy, 50k cho một cái tuýp là cái dòng keo siêu dính nhá, cực kỳ ngon và xịn sò. Đấy, hàng đã các bác đã vừa xem về cái video đã test thực tế về cái dòng keo siêu dính đúng không nhá. Đấy, 50.000 cho một tuýp keo siêu dính này. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng băng keo tôn nhá. Đấy, cái dòng băng keo tôn này. Đó, băng keo tôn cực kỳ ngon, xịn sò chắc chắn luôn. Đó, con này thì dùng rất là hay. Các bác dùng thì các bác chỉ cần về bóc cho em cái phần này ra. Và các bác chia ra các bác dính thôi. Đấy, cái khổ này, cái bản khổ của nó là đi 10 cm nhá. Đấy, 10 cm. Đấy, dùng rất là hay này. Đây. Đó, nó dính rất chặt luôn nhá. Đấy, nói chung là các bác lựa ra nhá. Đấy, dính rất chặt. Đấy, đấy là về cái dòng băng keo tôn. Đó, đây. Băng keo tôn nhá. Các bác lên mã cho nó là cái dòng sản phẩm là cái dòng băng keo tôn. Đó, một cái khổ này của nó là 10 cm nhá, 10 cm. Bữa trước thì cái con này bán giá cũ là đi 100, nhưng mà trong video này thì bên em cũng sẽ bao ship nhá. 100k cho một cái băng keo tôn này, và bên em sẽ bao ship tận nhà nhá. Đấy, 100k bao ship cho con băng keo tôn này. Con này thì dùng rất dễ, các bác nào mà máy bro là máy tôn này, các bác những cái chỗ nào mà thấm nước các thứ chống thấm ấy, các bác bóc ra. Đấy, và các bác chia ra, các bác tách ra. Đấy, và các bác dính thôi. Con này thì cái ưu điểm của nó là khi mà có nhiệt độ càng cao thì cái keo nó chảy ra và nó sẽ càng dính nữa nhá. Đấy, càng dính này, dính rất chắc này. Đó, đây. Rất xịn sò con này nhá. Đó, các bác lên mã cho là keo tôn đi. Giá em đang bán một quận này với giá là 100k bao ship thôi nhá. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi đây là một số sản phẩm của em trong video này. Các bác nào có nhu cầu hàng hóa nhá, cứ vui lòng liên hệ trực tiếp nha. Số em thì là 0967139. Các bác xem video đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như nút đăng ký kênh. Để xem sản phẩm về video mới của nhá. Xin chào và gặp lại bác trong những video. Sản phẩm tiếp theo thì bên em mới về được ít kilo chổi cọ vệ sinh con vịt này. Đấy, chổi cọ vệ sinh, chổi cọ nhà vệ sinh hay là còn gọi là cọ VC con vịt nhá. Đấy, dòng này của nó là hai đầu trà, hai đầu cọ này. Đây, ba đầu luôn nhá, ba mặt cọ luôn này. Mặt trước này, mặt sau này. Đó, và mặt này bàn trái luôn này. Đấy, cực kỳ là xịn sò. Có tay cầm rất là dài nhá. Ngoài ra có một cái hộp đựng như này. Đấy thì dùng xong các bác để vào đây. Có đựng vào này. Đấy, rất tiện nhá. Đấy, có hộp đựng luôn. Đó, hộp đựng các thứ ra. Hộp này có thể treo tường. Ở đây nó có đi kèm với cái móc treo tường nó cơ. Đấy, hình chân con vịt các bác có thể để đứng như vậy được. Đó, rất tiện dụng cho con cọ VKC này. Giá thì đang bán cái con cọ VKC này, giá là đi 90k một con nhá. Đấy, 90k cho con cọ VKC này và bao ship tận nhà luôn. Đấy, 90.000 một con. Đấy, rất là đáng yêu. Phần này các bác silicone mềm này, các bác cọ rất sạch luôn nhá. Đấy, kỳ cọ rất sạch cho bàn chải này luôn. Đấy, rất là tiện dụng cho con cọ VKC này. Đấy, tay cầm rất là dài nhá, thoải mái để bác luồn lách, các bác cọ rất là tiện dụng luôn. Đây nhá, bây giờ em sẽ cho bác xem về video thực tế về sản phẩm này các nhá. Đây. Nó gọi là bàn chải nhà vệ sinh con vịt nhá. Đấy, rất tiện, có thể là treo lên tường, rất là hay. Đấy, cái đầu bàn chải rất là mềm nhá. Đấy, cọ các ngóc ngay các kiểu luôn nhá. Đấy, có thấy không? Bàn chải bàn đồ. Đấy, dùng xong các bác lại cho lên. Nói chung là nó treo lên tường rất là tiện luôn. Đó. Rất tiện dụng luôn nhá. Đấy, cái đầu silicone nó hình đầu cái mỏ vịt này, các bác lách liếc các kiểu luôn này. Đấy. Rất tiện dụng cho con bàn chải nhà vệ sinh con vịt này. Giá thì cực kỳ là bình dân nhá, giá cực rẻ luôn. 90.000 một con là còn bao ship tận nhà nhá. Đấy, tính ra vào khoảng tầm đi 60.000 cho đến 70.000 một cái này thôi. Quá rẻ và quá xịn sò chất lượng của anh chị nhà mình. Đấy, 90k một con nhá, bàn chải con vịt. À, cái cọ nhà vệ sinh các nhá, cái cọ vệ sinh con vịt này. Đó, 90k một con, bao ship tận nhà nhá. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác là cái lô đũa inox của thương hiệu Wailing. Đấy, bên em mới về tiếp tục cái dòng đũa inox của Wailing này. Cực kỳ là xịn sò chất lượng của anh chị mình. Đấy, dòng này thì một hộp của nó sẽ là 5 đôi nhá. Đây. Hàng nguyên hộp các thì mua về biếu tặng làm quà rất hay. Hàng thương hiệu Wailing này. Đó, một hộp đũa của nó sẽ gồm có là 5 đôi. Đấy, chất liệu thì là inox 304. Đấy, hàng cực kỳ đẹp chất lượng luôn. Đây. Đó, su 304 này các bác này. Đấy, su 304 nhá. Phần đầu đũa của nó là dạng chống trơn trượt nhá. Các bác gấp thoải mái chưa? Đấy, bác nào mà dùng những cái đũa inox thì biết rồi. Đấy, đầu đũa thì chúng trượt gấp thoải mái luôn. Nói chung là dùng dòng này thì nói chung là nó quá là sạch sẽ và ngon lành rồi. Đấy, các bác không lo gì về vấn đề nấm mốc hay vấn đề gì cả, cực kỳ là ngon. Đó thì dòng này bên em đang bán một cái hộp như này, giá thì là 100k một hộp thôi nhá. Các bác lên mã dòng sản phẩm là cái hộp đũa inox
Đấy, hộp đũa inox này. Đũa inox 5 đôi hoặc là hộp đũa inox được. Đấy, đũa inox. Đũa inox nhá. Đũa inox này thì bên em đang giá cứ tốt luôn, 100k một hộp này và bao ship tận nhà nhá. Đấy, 100k cho một cái hộp đũa inox 5 đôi này và bao ship tận nhà, hàng của thương hiệu Wailing, các thứ ngon này cái nào luôn nhá. Đấy, đây, dưới này có cái logo Wailing luôn này. Đấy, su 704 nhá. 100k một hộp và bao ship tận nhà nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì bên em về ít cái dòng lô đèn bi này. Đấy, đèn bi hoặc là đèn ngủ nhá. Đấy, đèn bi đèn ngủ cũng được. Đó, con này thì các bác dùng đèn ngủ rồi mua về để trưng bày, đề co cũng rất đẹp luôn nhá. Đây, đó, rất đẹp và nhìn rất là chất lượng luôn này. Đấy, dòng này nói chung là các bác phải tắt điện đi cơ, nhìn nó mới đẹp. Đó, rất ảo nhá. Đây, hình cá voi rồi là mặt trăng, mặt trời các thứ này. Đó, rồi bên này nữa. Đây. Đấy, hình này là cái hình cái này gọi là cái gì nhỉ? Cái vòng xoay mà hay chơi chơi đấy. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Đây. Đó, rất là xịn sò, các bác mua về dùng làm đèn ngủ rất là ok nhá. Đây, bây giờ em sẽ tắt điện lại thử các bác xem này. Đó, tắt thử điện các bác xem nhá. Đây. Đó, đợi chút này. Đó, thấy không? Tắt thêm một quả đi nữa nhá. Rất đẹp luôn các bác nhá. Đây. Đấy, các bác dùng làm đèn ngủ rất là hay. Đó, dùng làm đèn ngủ rất là ok luôn này. Đây. Đó, rất đẹp luôn nhá. Các bác nhìn này. Đấy, nhìn rất ảo luôn. Đó, đây em đổi sang cái con khác nhá. Đấy, đây. Rất đẹp luôn nhá. Đây. Nó nhìn rất ảo luôn này. Đó, con thấy không? Nhìn rất ảo luôn nhá. Đó. Rất là hay luôn nhá. Đấy, về một cái con đèn bi này. Con này thì các bác cũng có thể mua về là đèn ngủ này, rồi là các bác dùng làm decor trang trí cũng rất là hay. Đó, dùng làm decor trang trí cũng rất là hay. Ở đây là cái phần đế này. Đấy, cái đế này của nó là như kiểu là cái đế gỗ nhá. Đấy, thì dưới này nó sẽ tích hợp đèn, và trên này là cái viên bi, một cái viên cầu, viên bi trong suốt này. Thì các bác để vào thì nó sẽ chiếu ánh sáng của mình lên, nhìn nó rất là ảo. Ở trong này nó có những cái hình như này. Đấy, trong này có những cái hình như này, rất đẹp luôn này. Đấy, rất là ảo luôn nhá. Bây giờ em sẽ bật điện cho bác xem. Đó, các bác đợi chút em bật điện nhá. Đấy, thấy không? Rất là xịn luôn. Cực kỳ là hay. Đấy, thì đây. Ở đây thì nó có những cái phần bóng led này. Đấy, thì đây là cái phần đế gỗ này. Đấy, thì về các bác để bàn. Còn đây là các bác để vào nha. Đó, để vào này cho. Đó, để vào nhà cho. Đó, thì ở đây nó sẽ hiện như cái hình này, rất đẹp luôn nhá. Đó, đây nó có hình này. Đấy, hình cái hình vòng xoay này. Đấy, rất là hay. Đó, giờ đây. Rất là xịn sò luôn. Đó, thì em sẽ đi về báo giá luôn. Các bác lên mã dòng sản phẩm với con đèn bi. Con đèn bi này thì giá cực tốt luôn, 110k một con, bao ship tận nhà. Đấy, dòng đèn bi này các bác thể mua về trưng bày rồi mua về làm đèn ngủ các thứ rất là hay. Đấy, về thì combo của nó sẽ như này. Đấy, gồm có một cái viên bi bằng thủy tinh luôn nhá. Bi đọc ở dưới kinh cầm rất là nặng, đầm tay luôn. Và một cái đế như này. Đế thì nó đi kèm thêm sẽ có dây sạc các thứ luôn nhá. Cái dây này thì về các bác cắm cục sạc điện thoại nhà mình ấy, là các bác cắm vào nó sẽ sáng lên. Đó, nó dùng cái nguồn điện là 5V 2A. Đấy, về các bác cắm vào cục sạc điện thoại nhà mình là ok luôn. Đấy, thì dùng làm đèn ngủ cũng rất ok nhá. Đấy, dùng làm đèn ngủ rất là hay. Đó, thì giá là chỉ có 110k cho con đèn bi thôi. Đấy, 110.000 cho một cái con đèn bi như này. Các bác lên mã là đèn bi nhá, đèn bi hoặc là đèn ngủ bi. Đấy, giá 110k một con và bao ship tận nhà nhá. Đấy, thủy tinh đặc luôn nhá. Đấy, dạng thủy tinh đặc luôn, cực kỳ là xịn, chất lượng nhá. Gửi đến quý anh chị nhà mình. Đó, rất chất lượng luôn đây. Đấy, thủy tinh đặc luôn nhá. Cầm rất là nặng tay, đập tay. Sản phẩm tiếp theo thì bên em tiếp tục về cái lô cân điện tử này. Đấy, mới về được cái sản phẩm mới là cái dòng cân điện tử của Nhật này. Đó, dòng cân điện tử nhá. Con này thì các bác cân tối đa của nó, cân mắc của nó là đi 50 cân. Đấy, cân mắc tối đa là 50 cân. Con này sẽ là cái phần cân các bác cầm nha. Và đây cái phần móc đeo này. Đấy, thì các bác tháo này cho em. Các bác tháo ra và các bác móc vào lên. Đấy, các bác móc lên cho em này. Và đi kèm thêm cho mình là một cái viên pin. Pin của nó là dạng pin pin dẹt này. Đấy, pin dẹt này luôn nhá. Đó, thì về các lắp pin của nó, cái mã pin của nó là CG2032 đấy, cái mã pin dẹt đấy. Cái này cửa hàng bán rất nhiều. Đấy, về các bác tháo này ra và các bác lắp pin lên cho em. Đấy, lắp pin thì các bác nhớ là các bác lắp làm sao cho nó đúng mặt nhá. Đây. Đầu cộng đầu trừ này. Đấy, thì nếu mà các bác không lắp không quen, các bác có thể lắp đi lắp lại đảo mặt cho em. Đấy, đảo cái mặt này vào. Đấy, và các bác lắp sau khi lắp pin xong thì các bác
lắp vào nhé, lắp vào các bác sử dụng thôi. Đấy, lắp vào đây, các bác bấm nút này, đấy, on off lên này. Đấy thì ở đây nó có những cái đơn vị như là đo là kilogram này. Đấy, kilogram là LB này, rồi ngoài ra có thể đo độ C nhá, độ C và độ Y này. Đấy, 82 độ Y này. Đó, rất tiện dụng luôn nhá. Đây là LB này, 28 độ C này. Đó, em chuyển về chế độ kilogram để cân cho bác xem nhá. Các đợi chút này. Đấy, bên này của nó là chỉnh các chế độ này, còn bên này là nút on off này. Các bác muốn tắt đi các bác giữ lì nhá. Đấy, rồi các bác muốn bật lên ấn nhiệm phát vào đây, nó sẽ bật lên này. Đấy, giờ em sẽ đi cân thử các bác xem thực tế về cái dòng sản phẩm cái con cân điện tử nhá. Các bác lên mã dòng sản phẩm cân điện tử. Đấy, có móc đeo, dây móc đeo luôn nhá, rất là dài luôn. Thoải mái cho bác dùng nhá. Đây, em sẽ cân cho bác xem cái cặp lồng của Nhật này nhá, xem nó nặng bao nhiêu. Đó, đây các bác móc này chưa? Và các bác móc đây. Đấy, rất tiện dụng luôn này. Đây, cân đây này. Đấy, của nó là đi 0.76 kg này, tức là 7 lạng 6 nhá. Đấy, 0.76 kg tức là 7 lạng 6 nhá. Đấy, 7 lạng 6 trong cái cặp lồng này, cái nguyên với cái cặp lồng này nặng gần 1 cân nhá. Đấy thì em phải bảo các bác cái con cặp lồng này cực kỳ ngon mà. Đấy, 7 lạng 6 cực kỳ ngon. Nói chung là cân con này thì rất là tiện luôn. Đấy, các bác cứ cầm hai tay các bác cầm nha. Và cái phần này có móc vào đồ các bác cân nha. Đấy, khi mà cân xong thì cái con này nó sẽ lưu về cái số ở đây. Thì các bác yên tâm là không lo là bị mất số nhà quả. Và cái con này nó ở đây nó có cái đèn báo này. Khi các bác cân rời tối là các bác vẫn nhìn thấy luôn. Đấy, cân rời tối các bác vẫn nhìn luôn. Đấy, thì nó sử dụng cái pin này thôi. Đấy, về thì pin này ở cửa hàng nó bán rất nhiều. Hết pin lại mua pin về thay, rất tiện dụng. Đấy, bác nào hay đi chợ búa dùng con này cân cũng rất là hay. Đó, on off bật lên này. Đấy, và dùng thôi. Đó thì các bác lên nhanh mã dòng sản phẩm với con cân móc điện tử nhá. Đấy, cân móc điện tử. Cân móc điện tử này. Cân móc điện tử này giá thì là 100k. Đấy, và bao ship tận nhà nhá. Cân móc điện tử giá 100k một con và bao ship tận nhà. Giá cực tốt của quý anh chị mình thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác là cái lô hút máy hút bụi ống này. Đấy, bên em tiếp tục về cái lô máy hút bụi ống của Nhật nha. Đó, dòng máy hút bụi ống của Nhật. Đấy, hàng này cực kỳ xịn sò. Hàng này thì cái công suất của nó là 120W nhá. Hút thì cực kỳ độc khỏe luôn. Đó. Đi một bộ sản phẩm đầy đủ sẽ có gồm là một cái thân máy chính nhá. Đấy, một cái thân máy chính nhá. Đấy thì đây có nút bật tắt này. Đây, nút bật tắt này đây. Đấy, máy chạy rất là khỏe luôn nhá, hút cực kỳ ngon. Đấy, có tay cầm con này các bác có thể mang đi ô tô rồi các bác hút ở trong nhà, phòng ngủ, mong nhiếc thứ rất tiện luôn. Đi kèm thêm những cái phụ kiện đi kèm ví dụ như là đầu chổi đầu trước nó thứ này, đầu hút này. Đó. Và một cái thanh nối dài này. Đấy, thanh nối dài có thể uốn mềm nhá. Và đi kèm thêm cho mình là một cái dây sạc. Đấy, một cái dây sạc này nhá. Về các bác cắm một củ sạc điện thoại cho mình là sạc ngon lành luôn. Đó, Electric Japan này. Đó đây, về các bác cắm một cái phần đít này cho em. Cắm đi đây. Đấy, cắm ở đây và các bác cắm sạc của tôi có dùng. Đấy, cắm sạc của bác dùng nhá. Đây, bật máy này. Đấy, hút cực khỏe nhá. Đây, em sẽ để cái dây bóng này hút cho bác xem nhá. Có thấy không? Hút rất khỏe nhá. Máy chạy cực kỳ khỏe luôn này. Đây. Đấy, em thổi phồng luôn nhá. Giờ em sẽ hút kiệt cái túi luôn nhá. Rất là khỏe luôn nhá. Máy hút cực kỳ khỏe luôn này. Đây. Có thấy không? Thấy không? Đấy, nó chỉ một phát nó tụt luôn nhá. Đây. Đấy, có thấy không? Hút đúng như kiểu là hút trên không đúng nhá. Đấy, hút trên không. Ngoài ra thì những cái thanh nối dài này có thể là nối dài và có hút những vị trí khó này. Đấy, nối hút những vị trí khó. Đây là những cái thanh chuyển đổi này. Là thanh nối dài vòng vèo này. Đấy. Và đi kèm thêm cho mình là một cái kia bác bật máy thì cái đèn nó sẽ sáng nhá. Ở đây cái đèn nó sẽ sáng là các bác nó sẽ soi bác là cần hút những gì, hút sử dụng nào. Các bác bấm nút này xem và các bác sẽ mở cái này ra. Đây là cái phần buồng hút vào nhá. Đấy, hút vào thì các bác mở cái này xem. Các bác mua về các bác vệ sinh. Đấy, vệ sinh xong các bác lắp vào các bác dùng. Rất là tiện dụng luôn cho một cái con sản phẩm là cái dòng máy hút bụi ống như này. Các bác lên mã dòng sản phẩm cái con hút bụi ống nhá. Đấy, thì trạng là bên em nó còn mấy mã hút bụi cơ, sợ nó nhầm nhá. Đấy thì đợt này bên em thanh lý giá tốt luôn. Đó, giá là chỉ có 260.000 cho cái con máy hút bụi ống như này. Đấy, và bao ship tận nhà nhá. Đấy, bao ship tận nhà. Hàng cực kỳ là ngon, chất lượng và hút rất khỏe nhá. Đây. Đó thì rất là dễ lắp đặt thôi. Các bác lắp vào.
Đấy, và các bác sử dụng phương với nhá. Đấy, tổng quan em máy này, các bác có thể mang ô tô các thứ ra hút cũng rất ok. Đấy. Rất là tiện nhá. Đấy, rất tiện luôn. Các bác lên manh nhanh mã sản phẩm nào máy hút bụi ống, giá thì là 260.000 một con và bao ship tận nhà nhá.